Hello, xin kính chào tất cả các anh em hồng sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Hôm nay là ngày đầu tuần, xin kính chúc tất cả các anh em hồng sư có một cái tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống cũng như thành công trong công việc nha. Rồi, mình tiếp tục sự nghiệp bên Trung anh em ơi. Hôm nay chắc cũng không có gì làm rồi. Mình vô mình thấy tình hình này là chắc không có gì. Ô gì đây? À, chết cha, mấy cái này là phải có khóa anh em mà. Một. Cho chút tiền mà nó làm khóa quá đi. Ơi, chính ba kim cương được. Xong sáu cho ui, mấy người nào nạp ghê vậy? Wow. Nạp kinh nhỉ. 500 kim cương. Ồ. Ồ. À hạng. À đánh thiên đấu. Ui được 4 cái hồng hoàng 5 vạn ngon, một cái lì xì 45 lĩnh vạn năng. Thì mình lì xì cho thông môn thôi. Ủa. Ở đâu? Ok, lẻ thôi anh em ơi, để qua server Việt nữa. Ủa gì đây? Con này là cái gì ta? Cái gì mà kéo thưởng thì mình đi rồi mà sao nó cái gì ta? Ồ, không còn gì luôn anh em. Nó dẹp hết rồi, chuẩn bị có sự kiện mới rồi. Nó bị dẹp sạch như là chuẩn bị có sự kiện mới đấy, không đùa đâu. Ôi, cái này mua full à. Cú cánh đến lúc hết kim cương anh em à. Thể lực ủa, hết sạch rồi. Điểm nó không có điểm. Đây, chuẩn bị tuần mới mà mình đó nó mình không có trong top 32 khỏi quýnh. Bên này top 32 kiểu gì nổi. Toàn quái vật. Hạng tư các anh em. Cống hiến mà được hạng tư là biết mình qua bao nhiêu người mà mình hạng tư là biết cống hiến cũng hơi bị ghê đấy. Ủa, có ngôn đâu? À rồi, ok. 47. Ôi, 57 mà nghỉ à. Thôi, cứ để đi, xong, tiếp. Tiếp tục lên vụ ám thôi. Đến nào lên cho xong. 10 sao cái là nó khác bọt ngay. Ba 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 luôn, trời ơi đẹp chín hút. Yes, ngon ngon. Ok, ôi hit đầu tiên luôn, trời ngon vậy. Ui 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 gì vậy, trời hôm qua sự việc mình mở 20 hộp không có cái nịt, có cái nịt luôn anh em. Hôm nay sự nói chung là hơn vậy. Ôi trời. Chừng lạ có thật luôn, 3 hộp. Ngon chưa? Một hộp là 4 hộp. Ui đã. Ấm. Ừ, ngoại phụ. Yes. Đó, dòng cái này đó là hai cái hùng lê Hồng Linh. À, đây này nè. Thôi làm khó người ta làm gì. Ăn số 1. Ê, số 7 thì mình là quan thất mà nè. Rồi. Ok. Ừ, một cái cốt tủy ngon. Ủa mình cũng phải tự ấn được à. Ok tiền. Rồi.
Yo. Hôm nay làm nhanh gọn lẹ anh em chắc chẳng có không có gì. À, cái đầu hôm nay là có cái kia nha. Có cái đi dược được cái này nè anh em. Nó có quấn không ta? À, không quấn. Ok. Để chúng sinh cái này trước đã. Đã đi cái kia nó bị over luôn đấy. Over mất không tốn cái cục nhân sâm. Hồi hôm qua mình chơi cái sự kiện kia, mình lấy một cái hồng hoàng ma thụ lên 20 vạn, mình thiếu đúng 4 viên anh em à. Mình lấy lên 20 vạn nhưng mình lấy cái skin là mình ngưng rồi, không có chơi nữa. Còn hôm nay đi lấy cái hồng hoàng con hôi voi lên 10 vạn là xong. Đơn giản thế thôi, nhẹ nhàng. Không cần phải làm gì quá nhiều. Búp búp. À, màu đen cái đâu rồi? Trời ơi, không có một cái màu đen nào luôn. Tôi cần cái này nè. Ôi giời. Đen gì? Mém chút 35 mình em thấy không? Wow. Trời ơi, cần cái đó lắm luôn. Gần đó mình lên ống khí anh em mà khổ thật, khí để em trong túi quá trời. Này có một mớ xét nghiệm luôn ngon. À, là tiếp tục cái này thôi, mình cứ đè này lên farm anh em à. Ui chết hết thì được. Đè này là farm thôi tại vì đang rất là cần. Mấy cái hồng hoàng này 5 vạn. Rớt nè. Ui trời ơi, đen 25. Ok, hôm nay mình sẽ đi bên con này đi. Ừ, chuẩn bị lên 57 anh em ơi. 57 là có kim cương, có kim cương. Hay. Chết. U. Ly gì? Ngon. Cái nữa. Nãy biết bị gì mà quýnh không chết. Ừ, 57 luôn, đẹp. Ok, con gà đen. Rồi. Du. Không. Mạnh. Ủa chờ. Cường công. Cái tính năng hồng linh là bên đài chưa cấp đét nha nè, mới có bên chung có thôi. Giờ nó sẽ ra một sự kiện gì đó nữa quá.
Ra sự kiện đập kim cương giống vậy. Kim cương đâu bên đài mình chơi trời. Ôi xa, căn nhà. Tháng này có 31 người ta đây coi, tháng này không có 31 anh em, hết ngày hôm nay là qua ra qua tháng mới rồi. Vậy có thể đầu tháng nó ra cái gì không thì không biết. Không biết được. Hồi lì xì bên này mà anh em chỉ cần lấy chậm một chút thôi là anh em khỏi có lì xì luôn. Đông quá. Rồi ra lên level cho tụi nó luôn 57 hết. Ok. Đi lì xì làm nó không mất. Ui. Ui. Trời ơi ngon 135 kim cương. Ui, cái tụi này nó đang nạp cái gì mà cái gì? Ui xui. Wow. Ghê gì? Cái nữa kia anh em. Kim cương tiếp không? Và tiền, mà nhiều tiền lắm. Đỡ lắm, đó, trăm mấy chục ngàn vàng. Ui. Đỡ đỡ đỡ. Đâu đây coi coi, 57. Lên nào. Lên. 57. Con mận nó rồi, lên. Con ăn ngân à, con này với lại con điệp đó là lên đủ anh em thấy không, có bao giờ bị thọt thêm vào tướng đâu chưa nè, khách sách cái tích sinh kinh nghiệm này cực kỳ ngon anh em chưa, tuyệt rồi. Lên 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 con gì, lên con gì là lên con gì, con đẹp xong rồi lên con mẫn anh em ơi, con mẫn đi cộng một rồi bây giờ lên tiếp. Ok 4 8 rồi đi này con ý khoan khoan giờ là cái lùm đi xây lùm thôi ngon quá ý chết cha cái câu hả. Ui ui 1.900 mấy kim cương kìa, khoan khoan cái này coi đây 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 copy 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 lùm lùm ui trời ngon ui trời tôi đi xây ghê vậy ui trời. Ủa sao có đợt gì mà tụi nó nạp ghê vậy ta? Wow. Kính nhờ. Nạp quá dữ luôn. Đỡ quá nạp tiếp đi. nạp tiếp đi. Ơi, những cái cây chai vô tôi cần mấy đó lắm. Mình nghĩ đầu tháng 10 bên đài sẽ ra anh ngân giống như là bên Việt Nam sẽ ra banner của Hạo vậy nè. Mình thì đầu mình tính rồi mình nói là mình chơi nơi Hạo lấy cái xác con lấy con cái xác con Hạo thôi cũng được để là kích duyên, nhưng mà bây giờ thì anh em bây giờ mình hết vé rồi, có ba trăm mấy vé không tích vé kịp luôn, thành ra bây giờ chắc phải bỏ Hạo anh em ơi, bỏ Hạo lấy vụ Tu La rồi lấy Tiêu Tiêu, bây giờ mà lấy Hạo nữa thì chắc mình tèo thiệt, thì mình biết cái cuộc đời mình á, quay quanh tướng rất là đen, bảo hiểm là cái chuyện bình thường rồi. Ủa sao mà chơi cái game này nó đen dữ vậy ta?
chơi cái viên mạo hiểm. Ngày hôm nay mình lấy cái gì đó, mình lấy 4 viên ma thụ nha anh em, ăn mạo hiểm 4 viên luôn. Cao không bóp cho mình được một cái nào luôn chứ. Sắp dập gấp rồi. Nếu mà lên level 59 lại này thì ăn được xúc xích cũng ngon. Ui 2,5 rồi hả? Ngon gì. Hôm qua là mình quyết định là mình bỏ cái đập kim cương này mà. Thì quà nó không ngon mà mình phải tốn kim cương khá là nhiều cho nên thôi không lấy. Thì bây giờ cái móc đó mình lấy được quà đúng không? Mình lên được 8 mình lấy được cái quà kia rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề là mình phải mỏ tới 1.600 mấy kim cương. Xong rồi cái búa dư mình không biết làm cái gì, thôi bỏ luôn, dẹp khỏi lấy. Nhờ vậy mà kim cương bây giờ nó khá khá. Giờ là tích vé, tích kim cương, có sự kiện nào đáng thì chơi anh em à. Chứ không có xả bậy nữa. Ồ mà mình có xả bậy đâu. Đợt bữa ấy được 2 cái hồng linh cũng mừng. Thích trưởng lão. Ok. Ồ, hết thế lực luôn. Ghê thiệt.
căn nhà. Rồi bây giờ mình muốn như lấy cái kiểu ghê luôn anh em, thiệt luôn ấy. Đấy, thì mà lấy luôn đi. Ghét. Bỏ chút khí lực cũng được. Lấy đã. Đang cần cái này. Cho được nhiều đây ta? Ôi, ăn ngân mạnh điên. Trước mà thì mình nhớ mình đi mấy ngày là phải dùng ám khí, tam ám đó, bắn cọc thức linh. Hoặc là tử mẫu. Giờ rồi giờ không cần tam tu la ra tay luôn, ăn ngân giết là được rồi. Kinh. Ơi được có 9 cái à anh em ơi. 9 cái, 9 cái thôi. Ok được nhiều hay nhiều hồi nãy quét kia xui thì không ra một cái nào đúng cũng đen chứ. Tao áo nó rồi. 40. Kích dòng hoa sao đỏ rồi nè. 40 đúng rồi nè. Vụ ám à, kích lại cái này. Không, kích cái này trước, cái này cần hơn. Đam này to mới ngon. Ok. Cho ơi, thiếu một cái. Cái nhà cộng 30 mới kích được dòng này. À, la 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 la. Ôi thiếu thốn quá. Quánh nhau đi. Lúc nào quánh nhau không bao giờ thiếu. Chung là vô là có. Hay thật. Con gì? À con gì đó, con hỏi HB. Rồi 3.000 mấy kim cương rồi anh em, đỡ ghê. Hồi nãy mình vô là mình bắt đầu là mình chỉ có 2.000 thôi. Ui trời ơi, quay lại 3 mấy là sướng quá. Vé ổn không? Vé được 60 mấy vé. Tích 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 tích. Nếu mà đến cái banner của từ tâm thạch mà mình có đủ vé thì mình cũng sẽ lấy từ tâm thạch để coi. À, quay mà mình phải nghiên cứu coi cái nên nó ngon không nữa, có phù hợp với cái team của mình hay không, đủ thứ chứ cái gì cũng lấy thì chỉ có chết. Điểu nhì long mốt mình lên được khoảng level 7x đó anh em, thì là cái phần quà review của mình trong mấy cái phần quà event đó nó sẽ gần sát với những người mà ở server sau, thì anh em sẽ coi được, anh em nó cũng không có bị lệch quà nhiều ha. Mà giờ muốn lên 7x thì hơi lâu ạ. À, hơi lâu.
món gì? Ồ, chưa đủ nữa à. Làm luôn nha. Rồi vô bỏ hai vé quay chơi vậy trời. Uổng nha. Ok, ra ngân nào. Á ngân huyền thoại. Á ngân, trời ơi. Vô, 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 vô. Á ngân. Trả được vé. À phải, đó là nhiệm vụ cho chứ trả gì. Không có ai trả cho tôi cả. Rồi, đừng có vô đây nha. Ha. Vô cái gì vô, đừng có vô vé nữa. Vô, vô vé. Ừ, vô tướng, đúng rồi. Tướng có sao cũng được. Lên 7 sao. Hết. Rồi, hết sự kiện muốn đăng thú luôn rồi nha anh em. Xong, ok. Hôm nay bên Trung tới đây hết rồi anh em ơi, không còn gì luôn. Chắc là sắp rồi anh em, sắp có sự kiện mới rồi. Rồi, mình ngày mai tiếp tục gặp gỡ anh em trong cái hành trình bên Trung ha. Rồi, chào anh em, chúc anh em một tuần mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. See you.